Ôi trời ơi. Đặt hàng trước Galaxy S23 Series tại Clickbuy, nhận ưu đãi cực lớn, hỗ trợ lên đời, thu cũ đổi mới cùng gói quà tặng đặc biệt với nhiều phần quà hấp dẫn, bao gồm tiền mặt giảm trực tiếp vào giá bán lên tới hàng triệu đồng. Hãy đến ngay các showroom thuộc hệ thống Clickbuy trên toàn quốc hoặc truy cập website clickbuy.com.vn để được tư vấn miễn phí. Chào mừng anh em đã quay trở lại với MaxQ, và trong video này mình sẽ mang tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý nhất. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, Apple chơi khăm châu Âu với iPhone 15. Những ai quan tâm đến công nghệ chắc chắn cũng đã nghe tới việc Liên minh châu Âu chính thức phê chuẩn việc sử dụng một chuẩn duy nhất USB Type-C cho các thiết bị di động tại châu Âu từ năm 2024. Điều này giống như gió thổi qua tai với những nhà sản xuất điện thoại Android như Samsung, Oppo, Sony, vì họ đã sử dụng chuẩn Type-C trên các thiết bị của mình từ rất lâu rồi. Chiếc smartphone đầu tiên có chuẩn này được ra mắt từ tận đầu năm 2015, mang tên Le 1. Ngược lại thì đây là tin dữ đối với Apple, vì từ lâu hãng đã giữ chuẩn Lightning trên iPhone, kể cả khi những sản phẩm khác như iPad, MacBook đã chuyển hẳn sang sử dụng chuẩn mới. iPhone 15 được cho là sẽ trở thành dòng iPhone đầu tiên có USB Type-C, chính thức mở ra một kỷ nguyên mới mà mọi người có thể sử dụng một dây duy nhất cho tất cả các thiết bị của mình. Ngày vui ngắn chẳng tày gang khi mới đây lại lộ diện thêm thông tin về những việc sợi dây Type-C muốn sử dụng với iPhone 15 vẫn phải được sản xuất theo tiêu chuẩn MFI của táo, một tiêu chuẩn đã gắn liền với cổng Lightning từ trước đây. MFI là viết tắt của Made for iPhone, iPad, iPod, tức là làm ra cho các sản phẩm di động của Apple, bao gồm những tiêu chuẩn về phần cứng để các món phụ kiện có thể hoạt động tốt với thiết bị. Được biết, trong số phụ kiện được gửi tới Apple kiểm tra thì chỉ 2% trong số đó nhận được chứng chỉ MFI. Để thấy được rằng việc nhận chứng chỉ MFI không phải là dễ, đảm bảo rằng các sản phẩm có nó phải bền bỉ về kết cấu bên ngoài, hoạt động trơn tru với máy cũng như đảm bảo an toàn cho người dùng. Nhưng đây cũng thành con gà đẻ trứng vàng cho Apple, khi mỗi sản phẩm có chứng chỉ MFI được sản xuất bởi Apple sẽ thu về khoảng 4 đô, khoảng 95.000 đồng. Số tiền này chắc chắn sẽ được đổ cho người dùng. Muốn có một phụ kiện đạt MFI thì họ sẽ phải trả thêm ít nhất 95.000 đồng. Ngược lại, món lợi thu về của Apple chắc chắn sẽ không hề nhỏ. Hãng không công bố chính xác, nhưng số phụ kiện dành cho Apple của chính hãng và những đối tác bán ra là nhiều, nên số tiền thông qua chương trình MFI chắc chắn sẽ là một con số khổng lồ. Theo những tin đồn mới nhất, Apple sẽ áp dụng tiêu chuẩn MFI của mình vào các phụ kiện như dây sạc, tai nghe, loa có dây, sử dụng USB Type-C. Nói không đâu xa, những sợi dây sạc muốn hoạt động với iPhone 15 cũng phải là dây USB Type-C made for iPhone. Nếu không đạt chứng chỉ này thì máy sẽ không sạc và hiện ra bảng thông báo cảnh báo. Vậy, tiêu chuẩn chung dường như đã thành một tiêu chuẩn riêng của Apple. Thực chất, USB Type-C cũng chỉ là đầu kết nối, còn mỗi hãng sẽ có một chuẩn sạc của riêng mình. Xiaomi thường xuyên ra mắt những tiêu chuẩn sạc 67W, 120W cho riêng mình. Oppo và các hãng con đều sử dụng Super VOOC khi dùng chung smartphone của hãng với đúng củ, dây sạc thì mới đạt được tốc độ này. Điểm khác biệt nằm ở việc những củ sạc, sợi dây này khi sử dụng với các smartphone khác thì vẫn sẽ sạc được ở một tốc độ chậm hơn, chứ không từ chối sạc như những sợi dây không đạt chuẩn MFI về iPhone. Việc Apple áp dụng một chuẩn riêng cho USB Type-C sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền. Những nhà sản xuất phụ kiện sẽ phải thêm tiêu chuẩn này vào tất cả các món đồ của mình, tăng giá bán với người dùng cuối. Lần này sẽ ảnh hưởng tới cả người dùng Android, vì sẽ chả ai bán hai loại phụ kiện dùng chung cổng cắm cho hai loại sản phẩm cả. Việc Apple nhượng bộ trong việc dùng chung chuẩn với phần còn lại của thế giới không đồng nghĩa với việc người dùng có thể thoải mái sử dụng bất cứ dây sạc Type-C nào cho iPhone. Trên thực tế, việc người dùng sử dụng cáp sạc không đạt chuẩn iPhone không hề hiếm. Vì vậy, MFI vẫn là một giải pháp giúp bảo vệ người tiêu dùng trước các nguy cơ về an toàn khi sử dụng. Nếu sử dụng phụ kiện được chứng nhận MFI, có nghĩa là các phụ kiện này đáp ứng theo tiêu chuẩn của Apple. An tâm hơn khi sử dụng mặc dù có giá cao hơn, nhưng đáng để đánh đổi. Chuyển tiếp sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, TikTok liên tiếp gặp vận đen. Ngày 1 tháng 3, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho phép chính quyền Tổng thống Biden cấm TikTok và các ứng dụng đe dọa an ninh quốc gia. Dự luật không nêu cụ thể cách triển khai, nhưng người đứng đầu Nhà Trắng có thể cấm mọi giao dịch với TikTok, đồng nghĩa người dùng tại Mỹ không thể tiếp cận hoặc tải ứng dụng về điện thoại. Mỹ hiện có khoảng 100 triệu người dùng TikTok, theo Telegraph. Trước đó 2 ngày, Nhà Trắng đã ra lệnh cho tất cả nhân viên liên bang xóa ứng dụng của Biden khỏi thiết bị di động do chính phủ cấp trong vòng 30 ngày. Một số thống đốc bang còn muốn ứng dụng này bị cấm trên toàn nước Mỹ. Mỹ không phải là quốc gia duy nhất. Ngày 27 tháng 2, Canada tuyên bố cấm TikTok trên thiết bị di động do chính phủ cấp. Thủ tướng Justin Trudeau nói đây có thể là bước đầu tiên trong việc hạn chế ứng dụng từ Trung Quốc và sẽ có những quyết định tiến xa hơn trong thời gian tới. Tuần trước, cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu EU cấm TikTok trên điện thoại của nhân viên như một biện pháp an ninh mạng. Trước những lo ngại về an ninh mạng, đặc biệt là liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu,
thu thập dữ liệu của bên thứ ba. Nghị viện châu Âu cùng các tổ chức khác đình chỉ TikTok trên thiết bị của nhân viên từ 20 tháng 3. Thông báo của EU có đoạn, cả Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC đều cảnh báo về nguy cơ Biden có thể chia sẻ dữ liệu người dùng TikTok với chính quyền Trung Quốc, dù công ty này luôn phủ nhận. Tuy nhiên, một điều luật Trung Quốc triển khai từ 2017 có quy định các công ty này phải chuyển cho chính phủ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào nếu liên quan đến an ninh quốc gia. Hiện không có bằng chứng cho thấy TikTok đã cung cấp những dữ liệu như vậy, nhưng ứng dụng luôn bị lo ngại vì nắm trong tay thông tin của hàng tỷ người dùng toàn cầu. Mối lo càng tăng cao vào tháng 12 năm ngoái, khi Biden cho biết đã sa thải 4 nhân viên vì tự ý truy cập vào tài khoản của hai phóng viên BuzzFeed News và Financial Times. Phát ngôn viên TikTok Brooke Oberwitter nói hành vi này lạm dụng nghiêm trọng quyền hạn của nhân viên. Vấn đề thu thập dữ liệu của TikTok cũng khiến các chính phủ dè chừng. Mona Forster, Chủ tịch Hội đồng Ngân khố Canada, nói với BBC, rủi ro khi cài ứng dụng TikTok trên điện thoại là rõ ràng, dù chưa có bằng chứng chi tiết. Chris DeRussa, Giám đốc An ninh Thông tin Liên bang Mỹ, nói với AP rằng lệnh cấm là bước tiến của chính phủ nhằm cam kết bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, đảm bảo an ninh và quyền riêng tư của người dân. Ngoài ra, sự độc hại về nội dung của TikTok cũng được cho là đang ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Với thuật toán tối ưu để kéo dài thời gian sử dụng càng lâu càng tốt, người dùng như không thể thoát ứng dụng và liên tục cuộn màn hình. TikTok cũng là nơi xuất phát của nhiều trào lưu gây tổn hại đến sức khỏe. Ứng dụng cung cấp luồng cảm xúc vô tận, khó nhận ra nhưng tác động đến não bộ về lâu dài. Nó không làm cho bất kỳ ai trầm cảm sau một đêm, nhưng sử dụng nó hàng giờ mỗi ngày có thể tác động nghiêm trọng đến tinh thần. Mas Fado, giám đốc tổ chức quyền kỹ thuật số Checking Expo nói, câu chuyện cấm cửa TikTok tại Mỹ được nhắc đến từ năm 2020 dưới thời cựu tổng thống Donald Trump và nhiều lần được giới chức Mỹ nêu ra trong suốt 3 năm qua. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng rộng lớn của nền tảng khiến họ chưa thể ngăn chặn hoàn toàn. Ngày 28 tháng 2, Gregory Mick, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho biết ông phản đối mạnh mẽ dự luật vì nó tổn hại đến hình ảnh của Mỹ trên toàn cầu, đẩy nhiều công ty về phía Trung Quốc, phá hủy việc làm và cắt xén giá trị cốt lõi của Mỹ về tự do ngôn luận và tự do kinh doanh. Trong khi đó, trước việc Nhà Trắng yêu cầu cơ quan chính phủ xóa ứng dụng TikTok trên thiết bị và hệ thống liên bang, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Mỹ lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia và quyền lực để triệt hạ công ty nước ngoài. Chúng tôi kiên quyết phản đối hành động sai trái này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói. Một số chuyên gia cũng cho rằng lượng thông tin TikTok thu thập có thể không nhiều hơn so với những mạng xã hội phổ biến khác. Theo thống kê của Citizen Lab thuộc Đại học Toronto năm 2021, TikTok và Facebook thu thập lượng dữ liệu người dùng tương tự nhau, chủ yếu là thông tin phục vụ cho quảng cáo. Evan Greer, giám đốc tổ chức Fight for the Future, cho rằng phương Tây đang kiểm soát thông tin. Ông nói trên Washington Post, nếu các nhà hoạch định chính sách muốn bảo vệ người Mỹ khỏi bị giám sát, họ nên cấm các công ty thu thập quá nhiều dữ liệu nhạy cảm ngay từ đầu, thay vì có những hành động phô trương bài ngoại nhưng không có tác dụng gì và không bảo vệ bất cứ ai. Chuyển tiếp sang một thông tin cuối cùng của ngày hôm nay. Hàng triệu người dùng điện thoại Android có thể phải trả giá đắt vì một sai lầm sơ đẳng. Các chủ nhân sở hữu điện thoại thông minh Android đã được cảnh báo rằng kẻ trộm có thể gây ra nhiều thiệt hại cho họ hơn là chỉ mất cắp điện thoại. Nghĩa là khi thiết bị của họ bị giật khỏi tay vẫn chưa phải là điều đau khổ nhất, bọn tội phạm còn có thể đi xa hơn nữa nếu chúng nắm được mã pin của bạn. Nhiều chuyên gia cảnh báo, giới tội phạm không chỉ có thể truy cập vào điện thoại thông minh mà còn xâm nhập vào cả tài khoản Google của bạn. Chúng thậm chí còn rình mò tài khoản ngân hàng hoặc mạng xã hội của bạn. Vấn đề này đã được cảnh báo với những người dùng iPhone vào đầu tuần này. Mặc dù iPhone có tỷ lệ bán lại cao hơn, nhưng điều này không có nghĩa là chủ sở hữu Android miễn nhiễm với những mối nguy hiểm tương tự. Bởi trên thực tế, tất cả những gì bạn cần là mã pin của điện thoại thông minh để thay đổi mật khẩu tài khoản Google của mình. Theo 9to5 Google, giả sử bạn quên mật khẩu thì tất cả những gì bạn cần làm là vào phần cài đặt, truy cập tài khoản Google chỉ bằng mã pin. Nếu kẻ trộm biết mật mã điện thoại Android, chúng hoàn toàn có thể thay đổi mật khẩu tài khoản Google của bạn. Chuyên gia Android Misha Raman cho biết, nhiều người dùng trong số các bạn có thể đã biết rằng điều này là có thể, nhưng tôi thì không. Tôi hiếm khi sử dụng tính năng quên mật khẩu và chưa một lần thực hiện thao tác này cho tài khoản Google của mình. Vì vậy, tôi không theo kịp tất cả các tùy chọn khả dụng khi bị khóa tài khoản. Thế nhưng tôi cá rằng, có rất nhiều người dùng không biết rằng điều này là có thể. Việc ai đó có thể thay đổi mật khẩu tài khoản Google, ID Apple của bạn mà không cần gì khác ngoài mật khẩu của chiếc điện thoại đã bị đánh cắp là điều rất tệ hại. Chúng có thể cài đặt lại mật khẩu và khóa bạn khỏi tài khoản trước khi bạn có cơ hội khóa chúng. Chia sẻ trên tờ Wall Street Journal, đại diện Google cho biết, chính sách đăng nhập và khôi phục tài khoản của chúng tôi cố gắng tạo ra sự cân bằng giữa việc cho phép người dùng giữ quyền truy cập hợp pháp vào tài khoản của họ trong các tình huống ở thế giới thực và ngăn chặn các tác nhân xấu. Một cách bạn có thể tự bảo vệ mình là sử dụng các tùy chọn sinh trắc học như Face ID hoặc dấu vân tay.
Bằng cách đó, kẻ trộm không có gì để theo dõi trong thế giới thực trước khi cố gắng đánh cắp thiết bị của bạn. Và vừa rồi cũng là toàn bộ những thông tin công nghệ mà bọn mình đã mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.